Rồi biết rồi. Em xin thứ mặt mỗi một ba bốn phần. Mẫu gì? Xin thứ mặt. À, xin mình mẫu đâu? À, rồi không phải mẫu chân ha. Rồi. Ok. Thái phá, tay thứ là tê, đau. Nó cứ giật từng lúc này, cứ giật từng thông tin không cơ. Đau. Rồi giờ dở tay lên coi có khó chịu không? Dở tay cũng lấy được nhưng mà khó chịu lắm. Rồi giờ dở thứ ơi, cái tay bên đó nè. À, bên phải là dở không được á. Cũng không dở được nhưng mà dở tay. Mà tên ký dở hết ra coi lên làm sao? Anh đứng về đi. Đứng về thì anh dở lên coi. Bị bao lâu à? Em bị đâu. Thì ngày xưa thì em không thật, nhưng mà uống phát đồ cho đấy, người ta uống cả năm rồi cái đề xa. Đang cổ và đứng em mổ hết. Hết cổ trứng. Rồi, nhưng mà ông có mấy ngày nay có nhịn ăn không? Có. Nhịn ăn mấy giờ thì mấy giờ mấy giờ? Từ 8 giờ đến 12 giờ. Đúng rồi. Và có hút không khí không? Có hút không khí, ăn uống hết rồi các thứ ăn ăn. Nhưng mà thấy mấy ngày này ra sao rồi? Thấy mấy ngày ăn rất là thứ nó dễ chịu liền phải không? Chỉ có cái đó mới cứu mình được thôi. Ha. Rồi, anh đứng cái này, anh quay cái tay lại giùm tôi. Rồi, đưa tay qua. Rồi, cái tay vòng qua. Đó, đó. Rồi, phải nghiêng người ra. Rồi, tay này thì ok. Chỉ 11 cái tay bên trái nữa. Nè, bên phải thôi. Ok, được anh. Đấy, anh cứ thực hiện đúng như là tôi làm ấy. Mà tôi khi nhịn ăn mà anh làm mà thành công rồi đó, và sau khi ổn lời rồi đó thì anh có thể nhịn luôn cả là năm này qua năm kia, không có phải nữa em. Thưa em, nhịn ăn rất là liên tục, cũng không có nước không ạ. Ôi vậy giỏi rồi. Đây chính là tay mình ha. Thân niên này chuyên nghiệp rồi. Biết việc, biết việc. Rồi, chị cũng ngồi lên. Biết việc. Lên.
lên 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 không bị cái này là bao lâu rồi ta? Câu rồi hả? Nó đeo cơ luôn đây nè, để nó mất cơ luôn đây nè. Nó mượn mà đúng á, cái giờ cái cơ bắp anh là do nó chèn cái cột sống cổ, anh hiểu tôi nói không? Nó chèn cột sống cổ nó mới vậy. Cái cổ anh hiểu không? Thật ra bây giờ anh đừng có cứ ráng cái tay lên, rồi lên, rồi xuống, rồi lên, mọi người theo, ok. Cảm thấy sao? Tự tin lên. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em? Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.